Chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ review anh em một cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cao cấp đến từ thương hiệu nhà Solab này, Induction Switch Lamp. Đó, nhìn bên ngoài cái đèn này nó sẽ có một cái thiết kế vô cùng là hiện đại. Mà đặc biệt nhá, mình mua một lần thôi, sử dụng trọn đời, không mất một đồng tiền điện nào cả. Đó, cái đèn này rất là tiện luôn, mình có thể lắp ở ngoài cổng này, ngoài sân vườn, ngoài chuồng trại hoặc là ngoài đường luôn nhá. Anh em không phải lo cái vấn đề mà mưa đá hay là gió giật, gió lốc như nào nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm này. Bởi vì sao ạ? Bên ngoài toàn bộ đèn này nó thiết kế bằng cái nhựa ABS, vô cùng là bền chắc luôn, chống va đập cực mạnh. Đây, em test cho anh em xem luôn. Này, thấy không ạ? Chống va đập, đập thoải mái luôn. Thấy không ạ? Nhưng mà nói đến đây ý, nó lại có một vấn đề phát sinh là liệu cái đèn này có chống được nước không? Làm thế nào mà nó có thể chống được nước để tránh làm cho cháy mạch đèn ở trong này? Đây nhá, em có một can nước, em test cho anh em xem luôn. Cái đèn đây, dúng trực tiếp vào luôn, dúng trực tiếp vào đi, không lo cái gì đâu ạ. Em thấy không ạ? Không có một tí nước nào ngấm được vào trong này luôn. Em test cho anh em xem nhá. Đèn sáng ok không ạ? Vẫn sáng ok. Tại vì sao mà nó lại chống được nước ạ? Là tại vì nhà sản xuất người ta đã đưa một cái công nghệ chống nước rất là hay vào trong này. Họ đặt cho mình một miếng gioăng và trải keo, tráng keo chống nước ở toàn bộ bề mặt phía trong này luôn. Đâm ra anh em yên tâm về cái vấn đề đặt ở ngoài ngoài trời này, không bao giờ mưa gió nó làm ảnh hưởng đến cái đèn này được. Đằng sau cái đèn này chúng ta sẽ thấy có một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Tấm pin này là tấm pin mono hiệu suất cao nhé. Nó hấp thụ toàn bộ cái năng lượng mặt trời luôn, chuyển hóa thành điện để phát sáng ra cái mặt trước này. Tại vì sao ở mặt trước ấy nó lại có 6 ô mà nó không phải là 1 ô? Là tại vì nó sẽ nâng cao cái diện tích phát sáng cho mình, đạt đến công suất 150W đèn LED luôn. Sơ qua mình sẽ thấy có một nút nguồn nó đặt ở trên đèn này. Cái này nó là cái mắt cảm biến hồng ngoại để sau này mình dùng với điều khiển từ xa. Còn cái này này, cái này mới là cái hay này. Đây là cái mắt cảm biến chuyển động. Thì cái này nó hoạt động ra làm sao? Em test cho anh em xem luôn nhá. Đây mình đặt đèn ở trên đỉnh mái đây. Khi mà nó sẽ cảm biến được có vật đi qua là nó sẽ phát sáng, tự động phát sáng. Đây mình, đó, mình đến gần cái là nó sẽ phát tự phát sáng. Ánh sáng của nó cực sáng luôn. Giờ mình lại tránh nó ra một lúc, khi nó không còn hoạt động xung quanh nó nữa thì nó lại tắt. Đó, giờ mình đã đến gần rồi nó lại phát sáng. Đó, rất chi là vừa rồi anh em đã xem mình review qua cái cảm biến chuyển động. Nó hoạt động ra làm sao, nó hiệu quả như thế nào. Tiếp đây mình sẽ review đập hộp cho anh em xem nhé. Một bộ sản phẩm này khi nhận về nó sẽ được đựng trong một cái hộp như thế này. Đến tay anh em này, mở ra, bên trong nó sẽ có cho mình một túi ốc như này để lắp đèn nhé. Đây là một cái điều khiển này. Đó, đây là một cái giá. Cái giá này để mình bắt vào đâu ạ? Bắt vào tường, bắt vào cột. Còn đây là một cái chân để mình lắp từ đèn vào cái giá nhé. Nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Wow, nó được đặt ở trong một cái túi chống sốc như thế này, giúp đảm bảo cái giá trị, cái chất lượng hàng hóa khi mà vận chuyển anh em nhé. Trong này nó còn cho mình một tờ hướng dẫn sử dụng đèn nữa. Cái đèn này thì mình lắp đặt rất chi là dễ thôi. Đây nhá, mình thấy một cái khớp ở dưới cái đèn này thì mình sẽ lắp cái phần chân vào đây này, với cả một cái khớp ở cái giá này nữa, mình lắp vào đây. Ở cái giá đèn mình sẽ thấy này, nó còn chừa ra cho mình hai cái lỗ này để mình bắt vít vào cột, vào tường anh em nhé. Thì anh em yên tâm đi, mình chỉ cần lắp đèn lên cao thôi, mình cũng không cần phải trèo lên trèo xuống mỗi buổi tối, trèo lên trèo xuống để mà bật đèn đâu. Tại vì nó có cái cảm biến hồng ngoại này này để mình sử dụng với lại cái điều khiển này. Mình chỉ cần bật duy nhất một lần thôi và từ đấy nó sẽ hoạt động nhờ vào cái cảm biến chuyển động này với cả cái cảm biến ánh sáng ở đằng sau mặt đèn này nhá. À, hướng dẫn anh em test đèn này, khi mà nhận hàng vào buổi sáng ấy thì mình nhớ là dùng cái hộp này luôn, che cái mặt lưng vào giúp em. Đó, xong sau đấy này là mình bật đèn. Tại vì sao lại phải làm như này ạ? Tại vì đằng sau nó có cái cảm biến ánh sáng, đâm ra khi mà ấy, anh em mà để ánh sáng nó chiếu vào cái tấm pin này này thì nó sẽ không sáng đâu. Anh em nhớ giúp mình nhá. Nói chung là cái bộ đèn này dùng nó quá là tối ưu, nó quá là hiệu quả luôn. Mỗi anh em nên mua cho mình từ 2 đến 3 bộ. Đấy là ít. Còn nhà anh em nào mà vườn bãi trang trại nó rộng ấy, mình hãy dùng cho em từ 30 đến 40 bộ luôn. Nhấn ngay vào nút đăng ký ở phía bên dưới nhá. Nhấn ngay vào nút đăng ký ở phía bên dưới để nhận ưu đãi em nhá. Chào tất cả anh em ạ.